Mà cô thấy không, là cái sự việc vừa rồi á, đúng là một cái đàn áp nè, bắt bớ nè, giam cầm này. Một cái bậc chân tu đạo đức thánh thiện hiền lành vĩ đại nhất, nổi tiếng nhất thế giới, thì nó sẽ gây ra một cái kiếp nạn như thế nào cho nước Việt Nam và cho cả thế giới này, thưa cô? Bây giờ ngài Đức Phật á, là mục đích của ngài đến thế gian này để cứu chúng sanh, những người có duyên với ngài đó, những người có duyên với ngài, con của ngài, cháu của ngài đó. Cho nên ngài cũng bị một cái áp lực, cũng cũng dữ dằn lắm đó. Tiên Phật xuống thế gian này nhiều, bị nhiều cảnh lắm anh ơi. Hồi hồi xưa 100 năm về trước á, năm 1945 là cũng có vị Phật thầy Tây An, rồi Phật thầy Bửu Sơn Kỳ Hương, rồi tới ngài Quỳnh giáo chủ. Thì anh thấy những cái vị đó đó cũng tới thế gian này để mà chuyển chuyển cái ân huệ để mà cứu giúp chúng sanh đó, mà quý ngài cũng bị nó hại dễ sợ luôn đó. Mà anh biết không, giả khùng giả điên đó, coi như là không không còn, coi như là giả, mà đến một cái hạng người á, mà cuối cùng của xã hội đó, lứa đó mà nó cũng có thần thông, nó tới nó nhìn ra được á, nó hại ngài đó. Ô, Nam Mô A Di Đà Phật, nó hại đó. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Theo Di Đà cô Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. là việc bắt bớ một cái vị chân tu thánh thiện hiền lành vĩ đại nhất thế giới và nổi tiếng nhất thế giới, thì trong những ngày sắp tới sẽ gây ra những cái kiếp nạn nào cho người dân Việt Nam và cho đất nước Việt Nam và cả thế giới loài người, thưa cô? Cái vấn đề này em không có dám nói ở đây, Vâng. nhưng mà em nhận được cái lời dạy của Phật á, Vâng. là cho biết thời gian, anh có biết không? Vâng. Và những cái gì biến chuyển ra, rồi từ đâu, cái chỗ nào cho biết luôn, dễ Vâng. sợ luôn. Nó rất là sâu sắc như vậy, mà em không có dám nói, Vâng. em chỉ biết cầu nguyện thôi, cho mọi người được an lạc thôi. Dạ. Còn những cái chuyện đó là những cái chuyện là mình biết để mình cầu nguyện thôi, biết không, Dạ vâng. chứ mình không có dám nói. Tại vì em thấy mọi người đang sống an lạc như vậy đó, vui vẻ như vậy đó, gia đình hạnh phúc như vậy đó, mà nếu có chuyện chi mình nói người ta sẽ lo lắng á, Vâng. thì cũng tội người ta, anh biết không? Mà nếu không nói, nhiều lúc Dạ. em đau khổ gì sợ, À vâng. nếu không nói thì xảy ra chuyện thì lúc đó không kịp nữa. Dạ. Nhưng mà nói thì họ nói mình ăn cơm ở dưới đất mà nói chuyện trên trời. Dạ. Nhưng mà thật ra em thẩm định ra đó, Phật nói không có sai một ly nào hết trơn, Vâng. và nói luôn thời gian luôn nữa, và nói hiện tượng luôn nữa. Trời ơi, bởi em nói chỉ có đạo Phật mới thiệt á, mới
đủ năng lượng để mà cứu trái đất này. Mà đạo Phật là những người tu chân chính kìa, Dạ. còn những người mà mượn đạo tạo đời cũng không được, Vâng. cũng không đủ năng lượng nữa đâu. Đó. Những người mà được Phật chứng á, Phật ấn chứng á, mới được cái điển đó, không phải tự nhiên mà được cái điển đó đâu, khó lắm anh ơi. Vâng. Ở trên nên bây giờ thôi mình cũng cầu nguyện sao cho mọi sự được bình yên cho chúng sanh, sự tự nhiên từ cái chỗ mà nó xấu nhất thì nó cũng trở thành cái chỗ tốt nhất anh biết không, Dạ. đó thì cầu nguyện vậy thôi chứ không biết làm gì hơn nữa đó. Bây giờ mọi người phải cầu nguyện cho thầy Minh Tuệ được qua khỏi cái kiếp nạn khủng khiếp đau thương này. Chứ thầy là bị bắt bớ, giam cầm rồi biệt giam hoặc là thủ tiêu thì sẽ gây ra một kiếp nạn khủng khiếp Rồi chưa chúng từng sanh lại có. kiếp nặng nữa, Dạ, chưa từng có cho nước Việt giết chúa Nam mà, và cho cả thế giống giới như hồi nữa. xưa nó giết chúa kìa, À. thì thay một kiếp nợ nặng nữa, đọa đày nữa. Dạ. Sám hối thì không sám hối mà còn gây đi gây thêm nghiệp nữa. Rõ ràng thầy đâu có gây sự với ai, thầy rất là hiền lành. Từ ngày buông hết tất cả rồi anh biết ngày đốt luôn cái thẻ công dân của ngài luôn thấy không? Đó, coi như là buông bỏ tất cả mọi thứ trên đời đó, mà một người hiền lành, một người buông bỏ tất cả như vậy, Thì không bây giờ còn tham sân si gì hết. ngài không phải của cái thế giới này, Dạ. ngài đâu có cần gì cái giấy tờ của thế giới này nữa, Dạ. cho nên ngài bỏ hết anh thấy không? Dạ. Thế mà lại năm người Bây giờ gọi. em đang lái xe không Dũng, Dạ vâng, thì cảm ơn có cô, gì cái cô. nói chuyện với anh sau đi Dạ ha, dạ dạ vâng, cảm ơn cô rồi đã sau chia nói sẻ. chuyện nói trơn trượt Dạ ha, vâng, dạ vâng, dạ dạ. chào anh nha. Dạ, xin chào. Dạ, bye bye. Thưa các bạn, vừa rồi là ý kiến của một vị Phật tử đã cho ý kiến. Thì góc nhìn Lê Phú Dũng thấy rằng đây là một kiếp nạn rất là khủng khiếp đến với vị chân tu hiền lành đạo đức vĩ đại nhất thế giới, một vị chân tu nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Vị chân tu hiền lành vĩ đại nhất thế giới hiện nay là thầy Minh Tuệ đã bị bắt bớ, giam cầm, biệt giam và có thể bị thủ tiêu. Thưa các bạn, nếu những điều đó xảy ra thì sẽ gây nên một kiếp nạn đau thương khủng khiếp cho nước Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam và cả thế giới loài người chúng ta. Cho nên chúng ta phải hiệp lực cầu nguyện cho bậc chân tu vĩ đại sư Minh Tuệ được tai qua nạn khỏi, khỏi bị kiếp nạn khủng khiếp này làm hại.
các bạn ạ. Nếu được như vậy thì đất nước, con người Việt Nam mới được bình an, mới được an lạc, và cả thế giới loài người sẽ không gặp những kiếp nạn, những thảm họa khủng khiếp các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã nghe và xem video này. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo các bạn nhé.